nên mua nhà liền đất hay căn hộ chung cư. Mua căn hộ chung cư hay nhà liền đất, mỗi lựa chọn đều sẽ mang lại cho bạn những lợi ích khác nhau. Bạn là người hiểu rõ nhu cầu của bản thân nhất. Hãy dựa theo nhu cầu, khả năng tài chính, cũng như tầm quan trọng của các yếu tố ảnh hưởng đến bạn để đưa ra quyết định đúng nhất. Bạn mua để giải quyết nhu cầu nào? Mua để ở hay đầu tư? Tầm tài chính bao bao nhiêu? Tính chất công việc và cuộc sống của bạn? Bạn có là người bận rộn? Thực tế, Nhu cầu về bất động sản vô cùng đa dạng, mỗi sản phẩm và phân khúc đều có ưu nhược điểm riêng, được phát triển để phù hợp với từng độ tuổi và nhu cầu khác nhau. Với căn hộ chung cư, thường thích hợp với những cặp vợ chồng trẻ, có tư duy sống hiện đại và thường chú trọng tận hưởng cuộc sống hơn là giá trị tài sản trong tương lai. Thế hệ trước đây xem nhà ở là tài sản có giá trị gia tăng ổn định nên họ thường có xu hướng chọn nhà liền đất. Tuy nhiên, hiện nay, khi thế hệ Millennial, những người sinh từ năm 1981-1995 trở thành lao động chính trong xã hội, họ lập gia đình và có nhu cầu riêng về nhà ở. Tiêu chí lựa chọn tổ ấm lại có phần thay đổi. Cụ thể, tăng trưởng về giá trị bất động sản không còn là yếu tố quan trọng nhất chi phối quyết định của họ. Các yếu tố không liên quan đến vấn đề tài chính như vị trí thuận tiện cho công việc, các tiện ích cho đời sống, giá trị văn hóa, chất lượng môi trường, giải pháp thông minh ảnh hưởng nhiều hơn đến việc mua nhà. Chọn nhà ở là nơi phục hồi lại năng lượng sau thời gian làm việc căng thẳng, nên họ cần không gian cho các hoạt động giải trí vào cuối tuần như dã ngoại hay tiệc BBQ, cũng như các tiện ích giúp tăng cường sức khỏe như phòng gym, hồ bơi, công viên chung cho việc tập thể dục, dưỡng sinh. Căn hộ chung cư cũng thường gần các tiện ích xã hội quan trọng như trường học, bệnh viện hay trung tâm mua sắm hơn. Cuộc sống trở nên văn minh hơn bởi mọi thứ đều được ban quản lý điều tiết và giải quyết, an ninh cũng tốt hơn do được bảo vệ 24 phần 24 có trong xe, hệ thống camera, thẻ từ ra vào, điểm tương đồng về văn hóa, độ tuổi, tri thức của các cư dân trong chung cư biến nơi đây là môi trường sống phù hợp với thế hệ millennials hơn. Hiện căn hộ có lối kiến trúc mở, cho phép người mua dễ dàng thiết kế lại theo ý mình, do IT cũng được chú ý. Xu hướng này phù hợp với tính cách phóng khoáng, cá tính và các yêu cầu thẩm mỹ khác biệt của giới trẻ. Ở góc độ tài chính, Căn hộ chung cư thu hút đại đa số giới trẻ hiện nay bởi mức giá được xem là khá mềm, có thể thanh toán linh hoạt. Được chia nhỏ nhiều đợt, hỗ trợ vay 60-80% với lãi suất ưu đãi. Với cùng một mức tiền, mua căn hộ chung cư bạn sẽ có cơ hội có được vị trí tốt hơn. Với nhà liên đất, phân khúc này phù hợp với tâm lý ăn chắc mặc bền của đa số người Việt. Họ thường chú trọng đến giá trị tài sản trong dài hạn hơn là sự thuận tiện trong không gian sống. ưu thế của sản phẩm này là tính sở hữu vĩnh viễn có thể làm tài sản tích lũy cho tương lai. Giá cả thường có thể tăng giá theo thời gian hoặc giữ giá tốt hơn chung cư. Do được sở hữu riêng, chủ nhà có thể tùy ý sửa chữa, xây dựng theo ý thích, không tốn các chi phí bảo trì, thang máy, vệ sinh, bảo vệ, gửi xe, ánh sáng, cây xanh. Với tầm tài chính vừa phải, cùng mức giá với căn hộ chung cư, những căn nhà liền đất thường có diện tích nhỏ, nằm trong ngõ sâu, giao thông không thuận tiện nhiều khu dân cư cũng thiếu các tiện ích cơ bản như sân chơi, siêu thị, nên mọi người thường phải di chuyển xa mới có thể thụ hưởng. Những căn nhà này thường có chất lượng ánh sáng kém, nhiều côn trùng, thậm chí còn có an ninh kém, dễ xảy ra trộm cắp, không đảm bảo an ninh. Bên cạnh đó, một số khu vực dân cư còn mang văn hóa làng xã khá cục bộ nên hạn chế về mặt xây dựng cộng đồng. Ở góc độ tài chính, nếu mua nhà liền đất, việc thanh toán không linh hoạt khi thường phải trả ngay một khoản tiền lớn thậm chí là 100% giá trị căn nhà rồi mới có thể làm thủ tục vay vốn nên khó được hưởng những chính sách ưu đãi. Chọn nhà liền đất, với chiều cao bị giới hạn, đôi khi phải đối mặt với không khí đô thị ô nhiễm và bị che chắn ánh sáng, tầm nhìn bởi các căn hộ khác. Trong khi đó, ở căn hộ chung cư không khí thoáng đãng và một tầm nhìn đẹp thường chiếm ưu thế. Đến đây, có thể bạn đã tự trả lời được câu hỏi nên mua nhà liền đất hay căn hộ chung cư cho bản thân mình. Nếu bạn cần tư vấn sâu hơn hãy liên hệ bất động sản dòng đỏ chuyên fpt city đà nẵng chúng tôi gắn bó với fpt city từ những ngày đầu hình thành chúng tôi nắm rõ dự án để cung cấp cho bạn các bất động sản tốt nhất